Ở tốc độ chậm hơn, nhiều người kinh ngạc khi xem đoạn phim trích xuất từ camera về vụ tai nạn trên đường DT741, đoạn qua ấp 1 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xảy ra chiều ngày 19 tháng 3 năm 2024. Đến ngày 20 tháng 3, đoạn phim này lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, một xe ben lao lên giải phân cách khiến một trụ đèn chiếu sáng bị ngã đổ xuống đường. Sau đó, trụ đèn này tiếp tục đâm xuyên qua một ô tô đang đi theo chiều ngược lại. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 3, nam tài xế khoảng 30 tuổi lái xe tải biển số Bình Phước đi trên đường DT741 hướng từ tỉnh Bình Dương đi tỉnh Bình Phước. Đến đoạn đường cong thuộc ấp 1 xã Tân Lập thì bất ngờ tông thẳng vào giải phân cách cứng giữa đường và trụ đèn chiếu sáng, và một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra. Tài xế lái ô tô trắng là một người 40 tuổi đi theo chiều ngược lại. Tài xế này bị trụ đèn đường đâm vào vùng mặt, vỡ hốc mắt và bị thương nặng. Người dân đã đưa tài xế đi cấp cứu sau đó. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng, trụ đèn và biển báo nơi xảy ra tai nạn bị gãy và một phần giải phân cách vỡ nát. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.